Ôi, anh Khải anh dở lên nói sao anh Khải? Trời ơi là trời. Em kiếm mấy không anh? Kiếm hai cái ba. Tập kiếm hai. Đây còn là bích lòng. Hèo. Anh vô nói ngắn khổ nè cái này nè. Thấy thấy bóng bóng lên nó còn. Mưa. Trời mưa. Cái đầu nó bự hơn đồ cái. Con này cỡ con này kiếm hai. Kiếm hai. Kiếm hai không? Vừa gắn Cà Mau nè, ôi vừa gắn Trà Vinh nhé. Giấu được nhé. Giấu về cái coi. Nhìn mặt trả gian kìa trời ơi. Bỏ cao. Bể hôm mình ha. Hôm trên dưới bể. Em tưởng còn hành không à, cái lòng này em tưởng hành không lắc không. Hành nữa là mập rồi đó. Mập chứ nữa. Ông em nói đặt rồi nó xảy em quắc thôi mà. Em gầm vô cái nữa lụp sắp lụm nữa. Nè, giờ thấy cái mé dưới này rồi. Em nói cho thầy, ê nó lú rồi, lú rồi. Này vô lâu rồi anh? Ôi ôi. Ôi ơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên. Hả? Nhưng không cãi cái ai à, cười tỉnh tỉnh mà cầu gắn à. Anh Khải ơi, nói có 15 cái anh Khải rồi, anh Khải thua rồi. Anh cười 15 cái gì? Nó là tới từ bên kia qua luôn 15 cái. 15 cái à? Mới 15 cái à? Em còn nói 5 mấy cái. Ảnh là 65 cái. À, có cái gì? Rồi, bỏ bao đi. Bắt được em đóng vô 1 cái nữa. Thôi bỏ anh hả? Gì vậy? Nói phim. Nói phim, nói phim. Bắt cóc cho em lấy nội tặng. Chết mẹ lụm này mới được. Có nội tặng không? Hả? Có nội tặng không? Nội tặng nằm đâu? Nói phim chơi vậy con. Ồ, hàng cực nóng luôn. Nằm giữa đường. Chỗ này tôi bắt không biết bao nhiêu con gắn bự mọi người. Nhưng mà có một cái điều hiện tượng lạ lắm. Là tôi sảy hoài luôn. Mà tôi đem tới cái hàng nóng nhất của tôi luôn mà tôi cũng không biết nó sảy con gì luôn. Là cái hàng này cũng cực kỳ yên của tôi luôn nha. Này dính đựng con nè. Phân bả nhóc cho mọi ngắn nhỏ nè. Chỗ này nè. 10 lần lại là nó đều mắc con chuột hết. 10 lần lại là 10 lần mắc con chuột rồi. Lồng cũ lồng mới thì tôi sửa hết luôn á. Lồng này lồng xịn nhất luôn nè. Mà nó vẫn sảy là tôi không biết nó ra được cái đường gì luôn. Mấy lần trước lại nó hở không. Thằng này đem lồng xịn lại. Nó có phân. Để ở chỗ này nè. Không mới đặt lại nè người. Để phân đây nhóc chưa nè. Không mới đặt lại nè. Đây nè. Đây phân nè. Đây phân nè. Rồi thấy không? Nè, cái lồng mới chát luôn nè. Cái lồng này bồng xịn tôi mới đem ra nè. Cái cục phân nè mọi người thấy không? Đó. Mà tôi chả biết nó ra đường gì luôn. Ồ, mọi người coi quê tôi nè. Én nè. Nó xuống bắt bộ hóng nè. Mọi người biết khu vực này khu vực gì mọi người? Khu vực là quỷ diệt mọi người. Đó. Nè. Bờ cao nè. Vô số người dân đã nói đây là hàng nóng không. Kinh khủng lắm mọi người. Mới vô đặt thôi nha. Đặt tới thì mọi người đón xem. Nhớ đón xem nha. Khi nào gần tới đăng cái này tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tới clip nha. Đây là quỷ diệt luôn. Mình chưa có thăm mà nữa đặt à. Đó, nhìn nè. Mới đặt đây một cái mọi người. Gì đó. Má này chết với anh Khải mọi người. Anh Khải nói gì anh Khải? Dính gáo. Đây 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 là người làm chứng nha mọi người. Đó. Bữa nay có cuộc đua nha. Đó. Đó. Đâu đâu vô đâu vô. Cái đầu tiên phải không?
Chết với anh Khải à. Đây là chú Khải, đệ tử Úc. Bốn lạng. Chết này chết rồi, bốn ba nè đồ. Má nó nói rồi. Ông mà nó còn ghét ông Khải nữa. Đâu có thuốc thổi, đâu có thuốc thổi. Ông bậy lắm hả? Đâu có thuốc thổi, đâu có thuốc thổi đi à. Sống làm sao, ăn ở làm sao mà ông có ghét anh Khải? Ngon quá. Thôi anh xuống, em xuống chứ. Mẹ giấu. Cái tay còn sưng. Đâu đâu đâu, nè bữa đó bẻ me. Nhìn tướng thấy ghét dễ sợ thì sáng sớm thăm cái đầu tiên dính. Hỏi đi, trời ơi. Rồi, nè. Ảnh vô cái mỏ cái cần. Bữa mình đặt quá trời mà không biết. Nó mới đâu á. Bữa đặt bự không thấy. Chiếc đi trời màu hoài. Đi hết rồi, xuống đi, xuống đi. Xuống rồi chứ tao hứa thật à. Rồi tắt luôn. Đi rồi. Đi mày. Rồi. Rồi anh coi thử coi. Ồ, có nhúc nhích kìa. Quá ghê. Không, này hai lạng rồi đại ca ơi. Thì có dính được rồi. Dám nói bốn lạng qua mặt cán bộ ha. Cho em hai lạng. Ồ. Rồi. Chào chị Nhung thăm nha. Chỗ nào đâu? Đâu? Bên bà ảnh kìa, ông đẩy cái đầu lá. Ồ, có phần em ơi. Kìa, lội ra luôn kìa. Nhỏ anh Khải ơi. Gắn còn mới không ha. Để em bên đây. Em qua đây em lụm cái này. Anh đặt đấy. Anh... Trời ơi, chuột nguyên mọi người.